Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn và dàn sao Việt nói gì về thiệp cưới của anh Tú và Diệu Nhi? Là một trong những sự kiện được đông đảo người hâm mộ và các nghệ sĩ khác mong chờ, chính là đám cưới của cặp đôi anh Tú, Diệu Nhi. Sáng 14 tháng 9, thiệp cưới của cặp đôi công khai và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không những có cạc bo góc, trên thiệp cưới còn có thông điệp buộc khách mời tương tác mới nhìn ra. Cụ thể, phần nội dung thiệp cưới được viết ngược hoàn toàn cùng lời nhắn từ bộ đôi. Người thương của Tú Nhi ơi, bạn sẽ cần một tấm gương lớn để có thể đọc được hết toàn bộ thông tin trong thiệp cưới này. Đừng quên chụp ngay một bức ảnh biểu cảm khuôn mặt của bạn ngay lúc đó trong gương. Tú Nhi muốn biết nét mặt của bạn ngay lúc đó. Khi thiệp cưới được trao tay thì dàn sao Việt đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh để chúc mừng ngày trọng đại của cặp đôi. Trấn Thành không biết nên đi bao nhiêu tiền đây, thời buổi khó khăn, thư về liên tục, Trấn Thành chia sẻ. Quang Trung là một trong những người bạn thân thiết của cặp đôi. Ngay khi nhận thiệp, Quang Trung đã nhanh chóng đăng tải lên trang cá nhân, tấm thiệp mời trên tường, thời gian địa điểm rõ ràng. Thuận Nguyễn, hòa cùng không khí nôn nao của người hâm mộ, Thuận Nguyễn chia sẻ thiệp cưới kèm caption. Hôm nay mình hạnh phúc quá khi thấy tấm thiệp này, mọi người ơi, gợi ý quà cưới giúp mình với. Thúy Ngân nhận thiệp cưới kèm cạc bo góc tình cảm của anh Tú Diệu Nhi. Thúy Ngân chia sẻ cảm xúc, gửi thiệp mời sẵn tiện phát cơm luôn, tôi tức nhỏ bạn tôi ghê. Hậu Hoàng thân thiết với nhau qua chương trình thực tế, Hậu Hoàng cũng là người em quý mến mà Diệu Nhi chào đón trong ngày vui của mình. Hậu Hoàng, ối dồi ôi có hẹn với chị tôi, nhìn cái ảnh là thấy một chiếc đám cưới hài hước nha. Kiều Minh Tuấn không khiến người hâm mộ thất vọng. Kiều Minh Tuấn làm ngay một album khi nhận thiệp cưới của cặp đôi anh Tú Diệu Nhi, anh nhắn nhủ, ngày đẹp nha hai em. Thu Trang Tiến Luật, Thu Trang chiêu đàn em đám cưới trùng vào thời điểm phải đi nước ngoài. Được biết vợ chồng Thu Trang Tiến Luật có mối quan hệ rất thân thiết với Diệu Nhi và anh Tú trong nhiều năm qua. 10 tháng 10 đi không được do ở nhà là sinh nhật, bữa chọn ngày tôi đã kêu né mà 1-2 đòi ngày đẹp. Bữa đó cho anh xin hai bàn để đại khách sinh nhật anh luôn nha, kết hợp luôn cho nó vui, Tiến Luật hài hước. Diễn viên Sam nhắn nhủ mong Diệu Nhi và anh Tú quăng bông cho mình. Phạm Bảo Luận, trên tay Bảo Luận đang là thiệp cưới của Trần Thị Diệu Nhi và Bùi Anh Tú. Em đau lắm, anh biết không? Ủa? Kể từ khi đăng tải hình ảnh thông báo về chung một nhà, những thông tin về lễ cưới của cặp đôi nhanh chóng được người hâm mộ quan tâm. Tin rằng đây chắc chắn sẽ là một sự kiện khiến làng giải trí Việt mong chờ nhất nhì trong năm 2022.